Vâng, lời đầu tiên thì Út Lê xin mến chào mọi người nha. Kính chúc mọi người một ngày mới vui tươi và hạnh phúc, thành công cho trong công việc. Thì đến clip ngày hôm nay thì Út Lê mới về một cái cánh quạt mới. Đó là một cái cánh quạt này nó cũng cũ nhưng mà nó cũng khá là còn ngon. Đây là cái quạt cốt hình bán nguyệt nha. Hôm nay là mình Út Lê với bà xã Út Lê sẽ chia sẻ với mọi người. Đó là một cái video ngắn thì để mà chia sẻ với mọi người, đó là cách để mà thay cái cánh quạt từ cánh quạt bồng này sang cái cánh quạt ba cánh nhọn này. Thì cái đường kính của hai cánh quạt này bằng nhau nha mọi người, cái thằng đều là 4 tấc hết, thì mình có thể mình thay thế vào cái lồng 4 tấc nha. Thì đó là cái tiêu chuẩn để mình thay thế cánh quạt cho mọi người. Thì do là cái cánh quạt này nè, thì khi mà bắt gió lên á thì nó chém dữ lắm. Cánh quạt chém ồn quá nên Út Lê sưu tầm được cánh quạt bầu này, Út Lê sẽ thay thế vào. Sau đó mình sẽ bắt lên thử cho mọi người cùng xem. Thì hy vọng rằng mọi người hãy xem video ngắn này, có thể là tự thay thế cánh quạt tại nhà nha, phụ nữ vẫn có thể làm được. Thì hôm nay là Út Lê sẽ cho bà xã mình thay thế cho mọi người cùng xem nha. Thì trước tiên á thì em phải bắt điện lên, em ghim điện vô em bắt lên cho mọi người xem thử coi cái cánh quạt này nó chém gió như thế nào cái đã. Đây, mình sẽ để sát vô cho mọi người xem nha. Giờ mình bắt lên đây. Đây là cái số 1 nha mọi người. Đó. Đây là số 2. Đó. Để mình để sẽ để sát vô cho mọi người xem. Đó em có em nghe được cái tiếng gió chém không? Nghe. Nghe ồ nữa. Cái máy thì chạy rất là êm nhưng mà cái tiếng của cánh quạt thì nó chém gió rất là ồ luôn. Đó. Rất là khó chịu. Ừ. Đó, bây giờ cho nên là bây giờ là Út Lê sẽ tắt nó nha, tắt quạt này đi. Rồi mình thay thế cái quạt bầu và mình sẽ bắt lên cho mọi người xem. Rồi, em tắt điện đi, rồi em rút điện ra mới được. Trước tiên thì thay thế cánh quạt thì đó thì mình phải rút điện nha. Rồi, bé Bi ngồi yên nè. Bé Bi ngồi yên cho má để thay thế cánh quạt đây. Thì nào ăn, thì đầu tiên thì là em phải tháo cái lồng quạt ra trước. Đó, mình sẽ tháo ra, tháo từ hai cái mấu đó, nó có hai cái mấu nè, nó cái mấu là bên kia thấy không, rồi tháo nó ra. Thì đối với thay cái quả chó này thì mình không cần phải tháo quả xuống nha, thì quả ở tầm thấp á, thì mình chỉ cần mình đứng là mình thay nó ra thôi. Đó, đây là những cái quạt nó ở trong phòng của mọi người, nó tầm thấp thì rất là dễ. Đây. Thì đối với cái quạt này như thế này á, em đừng có quạt nó quá gãy, gãy cái cổ, gãy khúc xoay vậy. Thì mới canh coi cái hình bán nguyệt nó theo cái hình bán nguyệt của nó. Nó cái này là cái mấu chốt cũng rất là quan trọng nha mọi người. Thì các chị em phụ nữ cũng si xem á thì nó cũng lưu ý cái điều này. Tại vì khi mình gắn á, phải lưu ý cái hình bán nguyệt của nó nè. Mình lắp nó vô được. Đó. Đây nè mọi người, khi lưu ý á, là cái hình bán nguyệt này nè, cái cốt á, lúc nào nó cũng có hình bán nguyệt này hết. Hình bán nguyệt á, đây là cái cốt hình bán nguyệt, nên mình gắn cái cánh quạt hình bán nguyệt vô á thì mình phải xem, lưu ý nó là khi mình gắn cánh quạt vô mình xem cái hình bán nguyệt của cánh quạt như thế nào, được mình lắp vô cái cốt của cái cốt bán nguyệt này nè, thì mình sẽ đẩy nhẹ nhàng rồi sau đó là mình sẽ siết cái khóa cánh vào nó. Em siết cái đó chụp khóa cánh vào là xong. Siết cho mình siết lưu ý với mọi người luôn, đây là một cái này đó, là mình siết á, là mình siết siết nhẹ tay thôi nha, vừa tay thôi. Đó là khi mà nhịn 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 cánh, em một tay nhịn cánh, một tay nhịn cái này, siết nhẹ tay rồi. Ok, rồi tiếp theo là mình sẽ bắt thử coi như thế nào cái đó, sau đó mình sẽ lắp nó lại. Đó, mình lắp nó lại coi con nó chạy, nó quay thử con nó êm hay không nha. Đây, em thấy không, thấy em phần kia em nghe, em có nghe cái tiếng chém chó ồn không? Không nghe. Không nghe đúng không? Và em thấy cái lượng gió nó so với cánh quạt nhọn nó như thế nào? Cái lượng chó thì nó hơi yếu hơn, yếu hơn hả? Phần thì Út Lê cũng chia sẻ với mọi người, thì khi mình bắt á, đối với cánh quạt bầu này á thì nó cái độ ma sát nó với không khí này á, so với độ chém gió đối với cánh quạt nhọn á, ba cánh nhọn á, thì nó sẽ ít hơn. Nhưng mà lo là gì, cái cánh quạt nó to, nó ma sát nhiều với không khí á,
nên á, là nó sẽ làm cho cái tốc độ quạt mình nó sẽ quay yếu hơn là so với cánh quạt nhọn nha. Chính như vậy mà nó mình thấy cái quạt nó có độ đầm và đồng thời nó lượng gió nó xe ra mình thấy nó mát hơn. Nói chung là nó cũng mát hơn cánh quạt nhọn chút một tí thôi, nhưng mà nó có độ đầm rất là êm. Đó, đây là cái điển hình ở Úc Lê em chia sẻ với mọi người. Thì trong gia đình mình có gặp được cái trường hợp giống như nè, mình thay cái có được cái quạt bầu mình thay vào á, thì quạt nó sẽ chạy êm hơn và nó sẽ thấy nó không ồn á, thấy rất là êm cái lỗ tai nè. Thứ nhất, thứ hai nó gió nó sẽ có lượng gió nó mát hơn nữa. Thì đối với những cái quạt quạt 47W như thế này á, thì mình thay cái quạt ba cánh bầu vô thì xài rất là êm nha mọi người. Thì thường người ta bán trên thị trường nó bán á, là những cái quạt rẻ tiền như thế này á thì nó chỉ xài cánh nhọn thôi. Đây nè, ta thì thường là ta xài những cánh nhọn như thế này thôi, thì nó giảm cái chi phí á, nên mình gia đình mình nếu mình mua về á, mình có trường hợp mình gặp á thì mình có thể sưu tầm được cánh quạt bầu mình thay thế vào nha, thì nó xài nó êm hơn. Và bây giờ em tắt nó đi, rồi sau đó là mình sẽ lắp cái lầm đó. Lắp cái lầm lại, rồi em cũng phải rút điện ra khi mình đụng vào những cái phụ tùng những chiếc quạt như thế này. Mọi người muốn sửa chữa thay thế như thế nào thì mình lưu ý mình nhớ cút cổ điện ra nha, thì đảm bảo cho an toàn và khi mình thực hiện đó. Đây, nhà bà xã mình khi mà tháo ra nó sẽ xuất ra, rồi xuất cái đai ra, giờ mình sẽ gắn cái đai nó lại nha. Gắn cái đai lại đây nè. Lắp là mình lưu ý là lắp từ cái móng này vô trước nè mọi người. Đây, cái logo là như nào mình lắp vô mình mới có cái logo. Đây nè, cái mẫu này nè, khi mình gắn nó vô mình gắn lưu ý nè, nó có hai cái chốt, cái nhấn chốt giữa nhỏ nè, mình cho nó ngay giữa luôn. Chưa nè, cho nó vô ngay đây nè. Đó, đây nè, người nhà sản xuất chế tạo ra mọi người xem thì nó có hai cái gảnh nhỏ chốc ở đây nè, thì mình cho cái lồng nó vô cái chốc cái gảnh nhỏ này. Đó rồi, đây cho nó vô cho lọt trong cái gảnh này nè. Rồi sau đó mình sẽ kéo ra tới bên đây, mình coi như nó có sát ở dưới cái đai dưới chưa. Sát rồi. Chưa sát, làm kéo là một tay đè ở dưới này, tay kéo lên nó. Rồi em kéo vòng hết luôn, cho nó vô khớp, cho nó sát miếng dưới hết. Đó. Mà nhắn kéo con. Con nhắn kéo này. Rồi đó, nhắn kép vô. Rồi chưa? Sau đó mình sẽ kiểm tra nó. Tại vì cái công đoạn á, mình gắn cái lồng này rất là quan trọng nha mọi người. Nếu mình gắn ẩu á, thì mình sơ sức á, thì nó sẽ gớt cái khóa lồng này, thì nó gớt cái lồng trước này rất là nguy hiểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn nó lên. Rồi sau đó là mình sẽ, cái công đoạn cuối cùng là mình sẽ lắp nó lại nha mọi người. Thì lắp á, là mình lưu ý là lắp từ cái móng chân gài nó trước nha, sau đó là mình mới lắp vô cái móng bát này trước sau. Rồi sau đó mình nhấn nhẹ vô điều tai, sau khi mình nghe được cái tiếng là tách tách đó là mình thấy ok. Bên kia kìa, mình phải kiểm tra dòng hết đó, mình phải kiểm tra dòng con nó vô điều tai chưa. Em kiểm tra em coi thôi chứ em đừng có kéo tay hoài, em mình ghé qua nè người xem nè. Đó, sau khi mà nó vô sát rồi, hai cái lồng của hai cái là giữa mặt trước với mặt sau nó kích với nhau nè, ốp sát vô cái đai nó thì nó rất là an toàn luôn, thì mình sẽ không có sợ nó xuất ra. Rồi ok, vậy là mình đã thay thế xong được một cái cánh quạt chó. Từ cái cánh quạt nhọn này mình thay thế bằng cánh quạt bầu, và sau đó mình sẽ ghim điện một lần nữa, mình bắt lên cho mọi người cùng xem thử nha, cái kết quả của nó, kết quả cuối cùng nó như thế nào. Em ghim điện chưa, em ghim điện bên kia cho nó dính không. Ok đó. Đây là cái kết quả sau khi mình thay thế nè mọi người. Đây nè, cái tiếng quạt nó rất là êm luôn. Nó không có còn nghe được cái tiếng ồn giống như cái tiếng cánh quạt này chém gió nữa. Nó rất là ồn luôn. Mình khi mình ngủ buổi tối rất là khó chịu, đặc biệt là có những cái người lớn tuổi hoặc là những trẻ em á, con nít trong gia đình á, nó ngủ thì nó rất là khó ngủ. Vâng, thì Úc Lê cũng vừa chia sẻ với mọi người đó là cái cách thay thế từ một cái cánh quạt bầu sang cánh quạt nhọn, và sau đó mình đã test nó thử và mình thấy nó rất là êm. Mình chia sẻ cùng mọi người, hy vọng là video này ngắn nhưng mà nó hữu ích đối với tất cả mọi người nha. Các chị em phụ nữ xem thì cũng có thể là thực hiện rất là dễ dàng tại nhà giống như bà xã mình. Thì kính chúc mọi người sẽ có được những cái chiếc quạt gió thật là mát và thật là đẹp trong gia đình nha.
Bây giờ Út Lê thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye bye. Bye bye.